Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Anh chị em thân mến, qua bí tích rửa tội, chúng ta được lãnh nhận một đặc ân đặc biệt, đó là trở thành môn đệ của Chúa. Tuy nhiên, bên cạnh đặc ân đó, chúng ta còn lãnh nhận thêm một sứ mạng đặc biệt nữa, là hãy đi rao giảng tin mừng cho mọi loài thụ tạo. Vậy chúng ta có ý thức được sứ mạng đó của chúng ta hay không? Và chúng ta thi hành sứ mạng đó như thế nào? Chúa Giêsu chính là mẫu gương để chúng ta học hỏi về cách thức rao giảng. Giờ đây chúng ta hãy lắng nghe lời Chúa để cùng nhau chiêm ngắm và học hỏi từ mẫu gương Giêsu. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Đến thành Capernaum ngày nghỉ lễ, Chúa Giêsu vào giảng dạy trong hội đường. Người ta kinh ngạc về giáo lý của Người, vì Người giảng dạy người ta như đấng có uy quyền, chứ không như các luật sĩ. Đang lúc đó trong hội đường có một người bị thần ô uế ám, nên thét lên rằng: Hỡi ông Giêsu Nazareth, có chuyện gì giữa chúng tôi và ông? Ông đến để tiêu diệt chúng tôi sao? Tôi biết ông là ai, là đấng thánh của Thiên Chúa. Chúa Giêsu quát bảo nó rằng: Hãy im đi và ra khỏi người này. Thần ô uế liền dằn vặt người ấy, thét một tiếng lớn rồi xuất khỏi người ấy. Mọi người kinh ngạc hỏi nhau rằng: Cái chi vậy? Đấy là một giáo lý mới ư? Người dùng uy quyền mà truyền lệnh cho cả các thần ô uế, và chúng vâng lệnh người. Dằn tiếng người liền đồn ra khắp mọi nơi và lan tràn khắp vùng lân cận xứ Galilea. Anh chị em thân mến, trang tin mừng chúng ta vừa nghe cho chúng ta một sự so sánh khá rõ. Thiên hạ sửng sốt về lời giảng dạy của Người, vì Người giảng dạy như một đấng có thẩm quyền, chứ không như các kinh sư. Ta thấy dọc dài theo các tin mừng, nét đặc trưng nơi hoạt động giảng dạy của Chúa Giêsu là hiệu quả của lời giảng dạy. Hiệu quả đó chúng ta biết được là nhờ những người nghe Người giảng cảm nhận được và học nói ra. Thiên hạ sửng sốt về lời giảng dạy của Người. Họ bị đắm đọng sâu xa và rất ngạc nhiên. Có thể nói nơi Chúa Giêsu tất cả những tiêu chí để đánh giá về một lời giảng dạy đều không còn giá trị nữa. Một kiến thức uyên thâm cho những lời giảng dạy, một sự chuyên nghiệp cho những lời giảng dạy đều không còn giá trị. Bởi vì nơi Chúa Giêsu có một cái gì đó thực sự mới mẻ đã xuất hiện, gây nên một sự sửng sốt trong đám dân chúng. Nói cách khác, những lời giảng dạy của Chúa Giêsu có sức mạnh đặc biệt giống như những hành động quyền năng của Người. Và chúng ta thấy nơi cuối bài tin mừng, tác giả còn nói rõ hơn về phản ứng của dân chúng rằng mọi người đều kinh ngạc đến nỗi họ bàn tán với nhau. Thế nghĩa là gì? Giáo lý thì mới mẻ, Người dạy lại có uy quyền. Ông ấy ra lệnh cho cả các thần ô uế và chúng phải tuân lệnh. Lập tức danh tiếng Người đồn ra mọi nơi khắp cả vùng lân cận miền Galilee. Đó là bối cảnh lúc bấy giờ mà trang tin mừng thuật lại cho chúng ta biết. Còn chúng ta thấy thế nào giữa việc giảng dạy của Chúa Giêsu và những người kinh sư? Tại sao lại có sự khác biệt lớn đến như vậy? Để rồi lời giảng dạy của Chúa Giêsu lại đánh động người nghe và họ phải sửng sốt trước những lời giảng dạy của Ngài. Chúng ta có thể trả lời các câu hỏi trên theo hoàn cảnh hiện nay của chính chúng ta và theo chính niềm tin, niềm sắc tín mà chính chúng ta đang sống. Rất rõ ràng, lời giảng dạy của Chúa Giêsu gần gũi, thực tế và khiêm nhường hơn những người kinh sư. Sự khác biệt lớn nhất đó là người kinh sư họ giảng dạy lời Chúa dựa trên sự hiểu biết, kiến thức mà họ có, rồi sau đó họ bắt người khác thi hành, nhưng chính họ lại không mảy may thi hành hay sống lời Chúa. Ta thấy trong sách Matthew thuật lại rằng các luật sĩ và Pharisêu nói mà không làm. Họ đặt những gánh nặng lên vai những người khác trong khi họ không muốn đụng một ngón tay vào.
Gánh nặng đó chính là những luật lệ hà khắc mà họ luôn soi mói xem có ai phạm luật không để họ mang ra xét xử. Có lẽ gánh nặng của cuộc sống nơi dân chúng đã mệt mỏi, thế mà họ còn chất lên dân chúng những luật lệ tôn giáo một cách quá đáng, khiến cho người ta có cảm tưởng sợ hãi và không thể tuân giữ những giới răn. Mà nếu có tuân giữ thì chỉ là làm theo luật định, nhưng cái hồn của việc tuân giữ đó thì không hề có. Chính điều đó gây ra cảm tưởng rằng chúng ta đang bị tước đi mất tự do và niềm vui khi chúng ta sống niềm tin. Vậy thì nếu như thế thì người khác sẽ cảm thấy nặng nề, mệt mỏi khi đến với Thiên Chúa. Nên điều đó làm cho dân chúng không thể cảm thấy sự uy quyền và thuyết phục trong lời giảng dạy của họ. Thế thì đối với Chúa Giêsu thì sao? Điểm đặc biệt đầu tiên nơi Chúa Giêsu chính là Ngài giảng dạy lời Chúa, nhưng chính Ngài là lời. Thế nên lời đó sẽ là lời sống động chứ không phải là lời được giải thích lại. Trong sách Do Thái chương thứ 4 câu 12 nói rằng lời Thiên Chúa là lời sống động, sắc bén hơn cả gươm hai lưỡi. Và cái khác biệt rất rõ ràng là các người kinh sư và pha-ri-sêu họ công bố lời Chúa, họ giảng dạy dựa trên kiến thức hiểu biết của họ về lời, nên sẽ không chính xác, không xác quyết trên chính lời mà họ đang nói. Còn Chúa Giêsu, Ngài không những công bố lời Chúa, nhưng Ngài chính là lời Chúa hiện diện một cách sống động ngay tại đời sống của dân chúng. Thế nên lời của Chúa Giêsu sẽ có uy quyền của chính lời và có sức cảm hóa từ chính trái tim chia sẻ và yêu thương của Chúa Giêsu. Lời giảng dạy mà Chúa Giêsu công bố đó không chỉ bị giới hạn nơi hội đường, nhưng còn lan rộng ra bên ngoài hội đường. Lời giảng dạy đó có hiệu quả và tầm ảnh hưởng lan rộng ra theo từng bước chân của Chúa Giêsu trên chặng đường hoạt động công khai của Ngài. Chẳng hạn, ta thấy khi nói về yêu thương thì Ngài không chỉ nói mà Ngài đã sống và thực hiện điều đó qua việc Ngài chặn lòng thương đối với tất cả mọi người. Sách Marco chương 9 câu 36 đã nói: thấy đám đông lầm than vất vưởng như bầy chiên không người chăn dắt, Đức Giêsu chặn lòng thương. Khi nói về tha thứ thì Ngài đã tha thứ cho những kẻ đánh Ngài, xỉ vả Ngài, giết Ngài. Lạy Cha, xin tha cho chúng vì chúng không biết việc chúng làm. Hoặc khi nói về khiêm nhường và phục vụ, Ngài không chỉ nói xuông, nhưng Ngài đã cúi xuống rửa chân cho các môn đệ. Nếu Thầy là Chúa, là Thầy mà còn rửa chân cho anh em thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau. Như thế, uy quyền và hiệu quả của lời giảng dạy nơi Chúa Giêsu phát xuất từ chính bản thân Ngài, từ chính trái tim của Ngài, chứ không phải từ những suy luận hay những kiến thức được tìm hiểu và nghiên cứu. Uy quyền và hiệu quả đó phát xuất từ chính con người và cuộc sống của Chúa Giêsu được thể hiện ra, và dân chúng đã cảm nhận được điều đó nên họ thán phục trước lời giảng dạy đó. Vâng, đó chính là sự khác biệt lớn giữa lời giảng dạy của Chúa Giêsu và những người kinh sư. Sự khác biệt đó được biểu hiện ra nơi những người lắng nghe, họ đã đón nhận và họ đã được cảm hóa và cảm thấy sự bình an. Bởi vì chính Chúa Giêsu khẳng định rằng: hãy đến cùng ta, hỡi tất cả những ai đang mệt mỏi và gánh nặng. Nghĩa là khi đến với Chúa, chúng ta sẽ có cảm giác của sự an bình và thoải mái, chứ không phải là một cái sự gò bó, không bị soi mói rình rập như hoặc là bắt bẻ nhau như những người kinh sư và pha-ri-sêu đã làm. Đến với Chúa, ta có cảm giác của sự bình an, tha thứ và được chữa trị chính trong tâm hồn của mình. Anh chị em thân mến, mỗi người chúng ta qua bí tích rửa tội, chúng ta đều lãnh nhận sứ mạng rao giảng và giảng dạy cho nhiều người để họ được biết về Chúa Giêsu. Tuy nhiên, một cái thực tế đã và đang xảy ra, đôi khi chúng ta rao giảng như cách của người kinh sư chứ không theo cách của Chúa Giêsu. Nghĩa là bắt người khác làm mà chính chúng ta lại không hề làm hoặc không muốn làm. Cha mẹ bắt con cái phải sống thật thà, ngay thẳng, nhưng chính cha mẹ lại đi hối lộ để tìm danh vọng địa vị. Thầy cô giáo bắt học trò phải đi học đúng giờ,
nhưng chính thầy cô giáo lại luôn đi trễ giờ lớp. Chúng ta dạy con em của mình phải chấp hành luật lệ giao thông, nhưng đôi khi chúng ta vẫn cứ vượt đèn đỏ, lấn len đường lạng lách trên con đường. Chúng ta dạy con em của mình không được nhậu nhẹt, nhưng chính chúng ta lại nhậu nhẹt bề bét. Chúng ta dạy con cái phải sống có tình cảm và lễ phép, nhưng chính chúng ta đôi khi lại hay chửi mắng người hàng xóm láng giềng của mình. Chúng ta dạy con em chúng ta phải biết quan tâm đến anh chị em của mình, nhưng chính chúng ta sáng đi làm, tối về lại ôm cái điện thoại, cái máy vi tính để tiếp tục kinh doanh, mà lại không hề dành chút ít thời gian quan tâm đến con em của mình. Và thưa anh chị em, đặc biệt ở trong cái thời gian này, thời gian mà cả đất nước Việt Nam đang sôi động lên vì đội tuyển U23 Việt Nam vào chung kết. Sự vui mừng cho thành quả có được là điều rất tốt, nhưng chúng ta lại quá khích khi thể hiện niềm vui đó bằng hành động cởi quần, cởi áo, chạy lung tung trên đường, thì liệu rằng điều đó là điều tốt hay là điều xấu? Và hành động đó có khả năng thuyết phục trên chính lời dạy của mình hay không? Đó không phải là cách ăn mừng của sự chiến thắng, nhưng đó là dấu chứng để cho tất cả mọi người khi nhìn vào những hình ảnh đó mà con người đó đang thể hiện niềm vui của mình, thì họ đều có thể nói rằng đây là kẻ kém văn hóa, thiếu nhân bản. Vậy đấy, chúng ta dạy con em chúng ta phải biết sống văn hóa, nhưng chính chúng ta lại như thế, thì lời dạy của chúng ta liệu có ai phục mà nghe theo không? Vâng, đó là cách dạy, cách rao giảng như của những người kinh sư. Và chúng ta đôi khi và thậm chí rất thường xuyên đang mắc phải, không ít thì nhiều. Thế nên trong gia đình vẫn có những đứa con chưa tốt, không hoàn toàn do trách nhiệm của chính đứa con đó, nhưng một phần là do chính những người có trách nhiệm là chính chúng ta. Bởi vì lời dạy của chúng ta chưa thực sự có thẩm quyền, có hiệu quả, vì lời giảng dạy của chúng ta không phát xuất từ trái tim của chúng ta. Chúng ta không bắt chước gương Chúa Giêsu, đó là giảng dạy bằng chính cuộc sống của chúng ta. Chỉ khi ta giảng dạy bằng chính đời sống của chúng ta, thì lời giảng dạy đó mới đủ uy lực, thẩm quyền và hiệu quả để thuyết phục người khác nghe theo lời của mình. Có lẽ, thưa anh chị em, lời Chúa hôm nay thức tỉnh chính mỗi người chúng ta, và chúng ta hãy xét lại chính đời sống của mình. Để rồi, khi chúng ta xét lại đời sống của mình, thì việc giảng dạy của chúng ta sẽ có hiệu quả khi chúng ta luôn luôn song hành việc giảng dạy, đi song hành với chính việc chúng ta sống hàng ngày. Và tất nhiên, chúng ta cũng nguyện xin Thiên Chúa giúp cho mỗi người chúng ta có đủ nghị lực và sức mạnh để sống tốt và noi theo gương Đức Giêsu Kitô. Amen.